quý vị xem thế giới tây phương cực lạc là nhờ oai thần bổ nguyện của phật a di đà gia trì sanh đến đó mỗi người đều là a duy diệt trí bồ tát không có ngoại lệ lợi ích tốt như vậy trong mười phương quốc độ của chư phật không có biến pháp giới hư không giới chỉ có thế giới cực lạc này có ngoài ra đều không có đời này chúng ta có thể gặp được ta chịu dễ dàng bỏ qua chăng như vậy là sai Cơ hội này nhất định phải nắm bắt nó Ngàn năm khó gặp Trong bài kệ Khai Kinh nói bất thiên dạng kiếp nàng tao ngộ Lời này là chân thật không hề hư dối Bành Tế Thanh Cư Sĩ nói với chúng ta Pháp môn tịnh độ này Vô lượng kiếp đến này Hy hữu khó gặp được ngày này Ta làm sao gặp được ta, ta gặp được Nhưng lỡ bỏ qua cơ hội Như vậy mới thật là đáng tiếc Vì sao Nếu gặp được Đời này ta sẽ có cơ hội thành Phật a à, duy diệt trí bồ tát Tức là thành Phật chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác nhất định không nên bỏ lỡ qua một lần nữa